thưa quý cô chú, các anh chị cùng được các bạn, đấy là cái dòng sông Bồ. Sáng hôm nay thì về ngày nay sẽ đi dọc theo bờ sông Bồ từ An Lỗ để lên xã Phong An. Ở xã Phong An thì nơi đó có một cái ngôi chợ mà người ta gọi là cái chợ Phong Ninh, ở ngôi làng Phong Ninh, nhưng mà bây giờ là ở đó người ta đổi lại là cái tên chợ Phù, nhưng mà dân địa phương thì họ vẫn cứ quen gọi là cái tên chợ Phong Ninh. Và đây là cái tuyến đường 11B từ An Lỗ để đến chợ Phù. Cái đặc điểm mà mọi người ai cũng nhận thấy rất là rõ là ở những cái khu chợ quê của Việt Nam thì lúc nào cũng có những cái cây đại thụ rất là lớn. Và ở đây tất nhiên là đây là cái làng là làng Phò Ninh. Chợ Phong An. Đúng rồi, nhưng mà cái chợ là vẫn là cái chợ Phù từ xưa tới giờ. Cái chợ này hỏi cục cơ mình tối nè, cục cơ tới mà của Pháp nè, của Mỹ nè. Là năm đó rồi. Bằng tối nên nơi chụp cái cây đó à bác? Không, nhựa sống á. Là có một khu đang có chế một cái cơ giống như kiểu khu đâu đó. Đẹp mà đeo nó được sông Bồ này dự lục quá đang tối. Đây là một cái tuyến đường để lên vùng núi phía tây bắc của Thừa Thiên Huế, lên vùng Thanh Tân, rồi lên Phong Chương, rồi Phong Phú, Phong Xuân, cho nên là cái lưu lượng xe cộ đi lại trên đường này rất là nhiều. Và bây giờ thì Trân Trân đã đến chợ rồi. Chợ còn một cái quả cũng tạm bờ đó. Mẹ, mẹ bán quảng đấy à? Chị con đuối con thăm mẹ hả? Chà, trước giờ là một cây cổ thụ chắc cũng cả 200 năm tuổi rồi. Và phía dưới bên cạnh là một dòng sông Bồ, rồi một cái biển đò là đưa khách từ bên kia sông qua bên này. Thì nhiều công việc, nhiều lý do đi đò, cũng có câu đi đò rất là tiền. Bây giờ thì Trân Trân kính mời quý cô chú, quý anh chị cùng đi vào một vòng thăm chợ khu này. Cái cây đẹp đi màu trò hết á. À dạ. Rồi chỗ rồi chỗ em mấy chỗ rồi? Em chỗ 2 chỗ. À dạ. Từ đến chợ chứ đây đây. Chợ bên núi á. À chợ ăn đô à? Lá chữ. Không phải chợ chứ đây đây. Đến chợ Phong Sơn. Chợ đêm á. À dạ. Bạn nhiêu được nhiêu ga chị? Mua em bằng xì như thế. À đây. Dạ. Dạ. Trước khi bạn rác. Chứ khỏi chi đâu thế. Và trước chờ thì cũng không thiếu cái món hàng gì, từ áo quần tới gà vịt rồi rau củ quả. Về. Ui chao ơi là độc bỉ. Chao ơi thấy bột bỉ luôn, bắt thêm luôn nè. Muốn bạc ha hay là muốn ngọt còn nè. Món ngọt của mẹ à? Dạ. Bị ngon chứ à. Bạn được nhiều không chị? Đông khách không? Bạn biết gì quá. Dạ. Đây là củ chí đó chị ha. Dạ. À củ 4 nữa. Củ 4 đó. À. Nè. Nè. Nhìn có thấy chua chạc nữa. Chua chạc này mà nấu cánh với chị ạ. Mà ngon, càng ngành phải ngon. Nấu cà dép. À cà dép dạ. Ăn tì bình rồi chứ hả? Ngon. Nhưng mà ngon. Dạ. Toàn là rau củ quả ở nhà trồng á. Dạ. Một bò rồi lắm mẹ đó. Bò bạc ra. Dạ. Chị để cho con bò đi. Cho con đi ra con lấy chứ con mắc cầm bị quấy. Ở lạc cho con đây này. Ở lạc cho con bò đi. Dạ. Một bò đó ấy. Dạ con cái bông bỉ. Bông bỉ đi bạn rắn đi bé. Mình sau trứng phải. Bông bỉ cái rắn mà lên là con lấy không? Nó nở hết rồi hết. Nở mà ngon mà. Dạ. Nở mình có mang cắt cho nó này bỏ đi được không? Thôi một bò được rồi không? Chị bỏ. Dạ, mời thôi. Đi ăn không? Cái bò kia kìa. Đặt trên cho con bò nữa. Về sao phải ngon? Ừ, sao luộc gì bằng răng rồi đấy. Dạ, con thích lắm. Mấy tiếng con gửi cho tiếng răng lại. Cho có mì sứa à. 8.000 ở hả? Nhà ở gần đấy không? À, ở đi lên Đoàn. Thôi, ở cái cuộn được che đứng thổi nè. Ở đây. Dạ, dạ. Rồi lại mì á. Dạ, vịt con xính sẵn chứ à. Dạ. Mua về mà sạch mua về mà giờ mà cứng, thấy cứng quá lên nè. Sướng. Dạ, ăn ngon là cho con ăn với. Bắp ngon, bắp hâm. Ngon quá he. Hâm mùi me. Dạ. Uống cho bắp chuối nữa. Và nữa, chắc con buồn mua cả chơ luôn á. Ăn ngon của mình á. Che cũng ngon rồi nè. Con cũng nghiêng được che lắm. Nghiêng được che mà bị dài. Bấy vô chi nữa. Dạ. Quay gì nữa? Dạ quay giới thiệu chợ khu. Dạ. Kỷ niệm à? Dạ kỷ niệm. Con ó cũng vừa trái cây vừa rau vừa độc bỉ, hàng nào cũng có độc bỉ hết. Ở đây thì là đất đai mình là trồng bỉ nhiều, bầu bỉ nhiều ó hả? Ở trong nhiều lắm. Dạ, ở dưới Huế nó cái niên hiểm lắm, mắc lắm ó nè. Mà không có ngon như đi. Vừa. Dạ ấy. Dạ. Mỗi lần. Dạ con ở Huế. Để mua bó bào đó chứ. Mày nói con đường đâu mua nó. Chà gừng và đủ thử nè. Chứ có bạn bác đó hết. Đuổi nữa. Rồi là những quả bí đỏ non đầu canh. Rồi rau mạ nè. Rau mạ đây là cũng rau mạ tự nhiên mọc quá. Không có phải trồng cho nên cả cái gốc của rễ nhìn thì như vậy nhưng mà đầu cánh nó đang đặng ngon á. Ổi xanh. Còn cái quả ca mà trắng nó trắng tròn. Nhưng mà chủ đi khỏi rồi. Dạ đọc bị ngon mê ha. Nhiều ha. Đọc bị ngon. Nhà mẹ gần đấy không? Nhà mẹ gần đấy không mà ra đây bán? Dạ. À dạ. Rau củ quả. Mấy rau củ quả đấy là mẹ từ trong mẹ cơ. Hay là mua? Ra đây mẹ buông nó mua 5 ngàn bằng 6 ngàn, mua 6 ngàn bằng 7 ngàn rồi mẹ kiếm chắc là. Dạ, ôi cha mẹ đáng tưởng. Mẹ cầm tắc mà tông về luôn. Dạ. Từ đi bán thì đủ sống mẹ. Cho ngay được chút 15 ngàn là ngay thì đem vô gửi ra mới bằng lũ cho mua mà. Dạ. Nghe buông nhiều à mẹ? Có bên trứng là nòn dẻo đi. Chưa. Ngôi chợ quê à, cách chợ ăn lộ chỉ khoảng hơn 1 km thôi. Mà Trân Trân thấy ngôi chợ này cũng rất là đông vui tấp nập. Các mê, các có bán hàng là quả hiệu khách. Có những ngôi chợ quê Trân Trân đi rồi đi nữa, đi 2-3 lần rồi đi trở lại như vậy nhưng mà cứ bận vương cứ thương. Bây giờ cả nhà thấy đây là hàng chổi này. Chổi. Mình đi vào đây thì hàng gạo. Đi vào trong chợ đây. Cái gạo đấy là gạo ruộng mình, còn cái gạo chí nó mau lý là gạo chí còn nước rồi chứ. Gạo ga ống về họ đồng ruộng. À dạ. Thì, về họ khi mà họ chạy dây đó họ màu ống. À dạ. Đấy là gạo khô. Dạ. Thôi chút chi bạn đó. Để chi nữa? Dạ, quấy chơ. À, quấy chơ đấy đi, tại quấy đây là nó vô chơ quấy trà. Dạ, cha bột kẹt nhiêu ri gì? À, bột kẹt. Ừ, nhiên tóc gì để mua bột kẹt à? À, tôi gì đó chi xong một tôi mới gì ngồi ngồi con còn chứ có bạc mới á. À, dạ. Tháng 3. Nữa đó mua bánh mà ăn đó mua bột kẹt. Bánh rám nữa, bánh trứng nữa, bánh tiêu. Nha. Ăn cho khỏe cho đẹp rồi gội tóc cho mượt đẹp toàn diện nữa ơi. Sùng một rồi mà mày đã có cả nha con. Một mới có con trẻ rồi. Nếu bột kẹt nó chưa bạn là bạn đã có em một ký à. Một làng 20 đi. Một làng 20 ngàn. Là 1 cân 200. Nhưng làng nhiều. Nhiều. Khổ má. 1 cân nhiêu cả như cờ 2 cân cho mẹ. Dạ. Từ cái đấy họ xây điền rồi á. Dạ. À xây điền rồi. Xây điền rồi khổ chưa đề bày được hết thắng. Dạ. Thì với bạn hết con đi vong rồi ạ. Vong nó múa. Nó cú chà mày hang đi quấy chứ đâu đi tới đâu để thả vô hang. Chờ phu còn cua chứ chưa ăn lồ mố. Nhiều chờ đóng chứ. Đóng vui. Đóng vui chứ. Đó, con tới đó thả vô bánh theo. Đấy là con quế hải đã hết. Đó con trâu hồi cờ da họ hải đã bạn hết. Không được. Cái phải chờ chế về mố nào đấy đó. Dạ. Còn lâm tư quả mà chưa trái tư trái ở cái tới cái độc bị cái tới cái bỏ trong lót. Dạ. Đó, cái ở nữa xí đó cho hồi quay đi. Bên ước. Dạ. Mà đó. Và độc bí bố mê trong à rồi nó đi mê trong đó bạn mê trong hết nhà đi mê trong hết trong rơm muối yên đã rơm muối rơm muối mê bảy muối thôi mê bảy có từ cuộc đất trong rồi mẹ hay là ôm cuộc cái mẹ con nhà mình có cuộc và ôm mất rồi dạ cái mẹ bạn về hết thì yeah. Đây là bánh quay là cuộc nhỏ lắm bây giờ hấp ra ăn cũng ngố bà chạy luôn tao ứng đi quả mía mà không biết đi lấy cỏ trái mâu không được mía cái ngố quả mía ha à hí tao đi về mía cho tăng tao hả chị tính mình nợ quá bây giờ thì Trân Trân đi vào trong chợ giờ quấy chợ quế giờ đồng phím luôn đồng phím mà hồn ơi mà chị em mới đi đồng phím chứ dạ thôi thì khỏi bạn ấy làm dưỡng viên khỏe được làm người nổi tiếng á làm người nổi tiếng rồi dạ khỏi đi bạn hàng mệt dạ chị thích đi đồng phím không đi tụi em luôn thế đi đồng phím luôn vợ hàng đi luôn có hàng đi đồng phím luôn ấy ăn người nổi tiếng khỏe dạ, được nổi tiếng được mặc đồ đẹp nữa chị dễ rồi một vấn đề rồi chứ dạ. Một vấn đề cho phải mua có rượu đi luôn bạn được không chị thấy cũng tấp nập rồi chứ tấp nập rồi nó chờ của em ví dụ như đô mày ghi chờ cả giờ đi cỏ lan đấy em phải chờ mới chờ cách đấy chờ lột hoàng cây chứ mày mà chờ như thế nó cũng đợi cua ra quả đống đi không hẳn đống lái ra mà người bạn nhiều đúng rồi người bạn quả nhiều lúc còn người mua thì ít mà họ đi làm công ty đôi nhiều nữa anh chỉ chờ bên lòng chút gì bạn đã thế lắm vậy cảm ơn nha cách tấp nập dạ Trân Trân đi vào chợ đây là hàng ăn trong chợ thì chỉ có hàng ăn thôi quấy gì là tí dạ quấy giới thiệu nét đẹp chợ quê chợ khu dạ mê bạn bạn hiệp đó dạ dạ mê quả đẹp chứ mê đẹp vào dạ rồi máy ảo khung hai chị thằng may con đang kia là bằng vải mua vải đó qua đây may quá tiền luôn đấy chảo ga chảo vịt Đây là cái cọc chờ ở phía hai bên. Phía hai bên này lúc nào còn những cái trụ. Đi vào cổng này thì vào liền đây là hàng thịt, hàng cá. Đầu tiên là hàng thịt heo mà cầm cây đuổi đuôi ấy. Ế gì? Ế hả? Kinh tế khó khăn rồi đã giếng nước dân đó, người ở quê họ chưa có thu nhập đi, bữa nước gạo con ló này chứ tiền mua mà mua thịt nhiều. Thằng giếng hai khổ đói. Dạ. Dạ. Quấy hàng. Dạ, quấy hàng. Thịt heo. Ở đi chờ mua chín nhũ cha. Chơi ở đi chờ mua ăn để bạn. À, mua bạn. Mua ăn nhiều đi. Dạ. Chúc chị bạn đó. Dạ. Quấy dơ quế. Em ăn cáo trâu đó, quấy. Ủa chị? Ăn chuối là cáo trâu á. Dạ. Mẹ của chị. Mẹ của chị hả? Chuối cáo trâu hả? Đó. Kéo ngon chứ. Để thịt bò cò hay bò? Bò cò em ạ, bò cò ngon lắm. Bạn cho em 50 thịt bò. Bắt đi. Nêm á, rồi thịt nêm sắc mỏng cho em. Ngon lắm. Dạ. Sạch em nhé. Vừa quấy vừa mua thịt bò. Dạ. Có thịt heo đi. Mua mà gửi cho vì em à. Có quấy thịt heo đi. Có thịt bò đi. Bắt đi. Con khuyến mại thêm đi. Chờ đi bạn đó khoa làm. Nhiều lắm mày khuyến mại thêm. Dạ. Bò là bò cỏ thôi. Bò đây là một. Đây là chị đẹp của Trà Sư đó hả? Đấy này. Dạ. Đi nói á. Con mẹ chim không ạ? Ừ. Dạ. Dạ chứ. Nói ư về em thì em nhỏ lắm. Tôm cua cả. Tôm. Mai là kháng cùng đất ở Huế. Bây giờ Trân Trân đi hàng cả nó Trân Trân thấy cái que cả để cùng đất cấp. Trân Trân đang cùng đất là kiểu có một cái que cả kim rồi một ba quả thiếu, một con cua là không thể nào thiếu, cho nên bây giờ cứ đi từng hang cá là cứ có mấy que cá để bán cùng đất. Có cua cùng đất mới chứ, cua cùng đất mô rồi bán con tôm ở đây, cua cùng đất đây. Em quay chị em quay hang chị được chứ, quay hang thì chị quay lại quay mặt em được không? Dạ em quay mặt lại thêm mấy sáu cá cùng đất nữa. Đây cua này là từng cua cùng đất này. Chỉ cần là cái lề nó phải có cua, có cá, có trứng, có khoai, có sắn, cho nên người xã cái đi nó bảo là cả cùng đất là đắt. Khoai sắn bắp, đặc biệt cái mắm lề là phải có một miếng, một giống thịt luộc, một sáu cá này. Cua ở đây, cua còn nhỏ nhỏ thôi, tương trứng thôi, có đủ cái mắm lễ các cái nó cũng hộ thân đất đai thôi. Này, cái cua của đất này. Rồi những cái rổ cá, cá nướng, và cái đất nướng. Rồi ruốc. Đẹp. Đang chờ mình cho người đẹp đi. Từ chị trong niên cho tới mê lỗ tuổi mê nó còn đẹp, chị nó còn đẹp hết, măng ma lắm. Đứa là thì đất của mình đấy là toàn là người đẹp, vùng đất của mình đấy là người đẹp. Đó, người đẹp xấu. Nên bầu đâu mà chưa đi bầu cả thì nó lại một chị đẹp đó, anh không chơi lắm lô, anh chơi lắm lô quả. Dạ. Anh chơi lắm lô đúng có cách cấy chứ mấy. Đi bạn nó ho dạ dạ. Đồ ăn phong phú. Mà mấy chị em thấy chị mỗi em hưởng mộ đẹp chứ đúng không? Buôn bạn tạo tên mà ai cũng đẹp, giá dẻ trắng trẻo, măng ma lắm. Riêng cho em bị tuyệt đi. Riêng cho em chụp việc đẹp lắm đẹp á. Rơi chó mình đẹp, rơi chó hả? À, ứng dụng chi hết. Tuyệt. Dạ. Tức chi tuổi trẻ đẹp mãi ấy. Mù lý hả? À, mê chứ mù, mù tối. Mê. Mê hình đẹp. Dạ. Mê bị hư mắt hết rồi. À, giá đẹp. Dạ. Dạ. Hư mắt. Mê nó còn bê hết. Bê hư mắt. Bị hư mắt. Dạ. Bị hư mắt thôi là bê đây. Dạ. Mê mua thịt hả? Ờ. Dạ. Rồi đậu. Quấy đó đi nè. Đó, đó, đó. Đang đỡ buổi sáng mà mẹ được trứng ni môn với bạn đấy à? Dạ. Bạn cái tháo ni mà được mấy ngang? Cái thì được 20 ngàn đô rồi mấy. À. Dạ, được mấy. Tôi cho em ngàn chú. Tôi mới như mang cái bạn nhớ em mang môn. Không được không? Dạ, dạ được rồi. Thì môn đi mua mình có mình làm. Dạ, mình đi mua. À, đi mua về ba làm. Về ba làm. Dạ. Giờ thấy ôm rồi. Không có à? Giờ con mẹ mới hết rồi. Giờ con cầm nữa đấy. À, một mẹ một con thôi. Ừ. Bây chưa ở mô. Dạ, ở bây giờ con bị tái phạm có chưa hẳn, nhưng mình có không còn đơn nữa chứ hẳn. Cái bàn đồ. Chúng được con vì tai nạn. À. Một mắc không? Chứ còn mắc này không chỉ được ăn. Ủa ớt. Vâng, dạ nữa đó. Thì có đâu có chứ một mắc này, nơi này người nãy mới chỉ được thịt đấy. Thì ba thịt lắm. Ừ. Thì vậy nó không đâu chỉ đáng với mua được thôi sắp lại cho mình mang rồi. Trong rồi bích rồi muối, không không mua. Mua bạn mua. Mua chó cũng 5 ngàn. Mua 5 ngàn. Nắng bị mua 5 ngàn. Mua 5 ngàn. 5 ngàn hả? Bỏ lắm, mua về đấm tệ. Về sao? Về đấm tệ đập bấm cưng. Cô bạn hiệp đi Nhi ơi. Tôi ít bữa ăn cưng. Bạn hiệp đi cái đề chứ nó tháo bữa. Ở bi cả đi. Bi cả con về con biểu hơn sợ. Dạ. Ôi, kia cái bữa. Tại rau bạc với quay bạc được nơi. Bà hại rau dài á mẹ. Một bạc một tạ nữa. Rồi. Tiên buôn này. Dạ. Tiên buôn. Tiên buôn trong đây tiên lý á. Tiên cô phá ở bất tơn Mỹ á. Thầy mê á. Cô đang xem trực tiếp đấy có thầy mê bảng buôn. Cực khổ, tiểu khổ, hoang cảnh thương. Cho nên cô tặng cô phá ở bất tơn Mỹ tặng mê 500. Nửa triệu. Cảm ơn nhá. Tôi xin cảm ơn chú. Cô Út Cưng. Có viên nói nó viên nội cái. Viên nội cái. Nhưng mà ăn 2-3 con bơ gạo. Nói. Út Cưng ra con đủ. Út Cưng ra con đủ. Đi làm con bóng. Mình thấy về mua gạo ấy, mua thịt về gì đó. Làm bao giờ mà ăn? Dạ. Muốn nấu bao à? Nấu bao mà ăn này. Đứa nặng cái màu đi hay nấu hết. Đi hay nấu mạ thực quá. Muốn nấu bao mà ăn, muốn tính đi mua gạo mà ăn. Được được đó mình bị tai nạn 2 lần. Dạ. Không có chồng. Dạ. Lắm lúc nhiều khi mà thiếu thống là quá bên tôi chỉ có mường rào mường khấn gì nữa túi hết. Dạ. Thiếu cái gì thì cài quá túi thôi. Rồi. Được đó. Rồi. Mừng lắm rồi. Mừng. Đó tôi xin cảm ơn cô bên Úc. Đó tôi xin cảm ơn cô Úc về có ơn nhiều về Úc. Dạ, ăn có chi thôi chúc về sức khỏe. Đem muốn cao thế. Có tiêm muốn cao thì lấy được mà nắng. Đừng đi bạn cho bố cỡ đừng lấy được mà nắng nữa. Bố mới là ơn sức sủng của chó rồi. Muốn là của họ. Thì ra là với ai mà bất nam mà chó rồi đó. Chó thêm phân. Người đó thì phân, tức là được có mà bị cái nàng ấy. Mà chứ rồi bị cái... Cô lì xì cho mẹ 500. Mẹ nói là để về mua vài bó gạo cất ăn. Cảm động quá, cho nên Trân Trân thay anh Diêm Trần ở bên Mỹ lì xì thêm cho mẹ 200. Mẹ về mua cá, mua thịt, mua thức ăn. Có gạo thì phải có thức ăn. Con lo cho người con bình tai nạn cái bôi dưỡng cho cháu. Cảm ơn đi. Đã mất máy à? Mất máy. Có chút này sức khỏe. Sau một cái quả bên cạnh chờ dưới một cái vông để uống nước, để bông nước sau là ủng hộ cho một người rất là lớn tuổi mà hồi xã Trân Trân gặp đầu tiên. Dạ, chào mẹ. Chứ còn được chứ cho uống này. Bạn ngay kiếm được 2 ngăn bạn ăn chảo nữa cho ngồi vô. Dạ, chứ có uống nước cho phê đấy. 15 tuổi rồi, có gì nữa. Dạ. Nước này, nước nha đam. Rồi, uống. Nước nha đam. Gọi tắc kế bạn cho kìa. Mẫu. Mê bạn. Mệt quá mê uống à, con rộng hơi mê luôn nè. Mê mày mới đâu mà bạn đấy. Chín lắm rồi. Dạ, chín lắm rồi nó con. Bạn quặng đi. Nhưng ai nuôi cho coi đi, kiếm ai ít nhang mà ăn chảo cho răng. Chứ con cái ăn cứ khổ mà nuôi mình thì cũng nắng nuôi cho mình phải ngồi đi kiếm vườn mọi người kỳ đi chứ. Chứ ai nuôi, mở con à. Cái này không mở được không? Không mở được không? Kiếm mấy năm. Đấy là nhà mẹ luôn à? Đấy là nhà mẹ hay là mẹ ở nhà vừa mới ra đây vừa mới từ 2 giờ vô mới nấu nửa lon gạo mà ăn ăn bữa trưa chén mà bữa tối ăn chén mà bạn ngay lời 2-3 ngàn thôi à? Nhà lượt cho mẹ tháng mấy? 257 nha mày. Mới không đủ ăn. 257 ngay chỉ được 9 ngàn. 9 ngàn mà mày. Có chứ. Bạn đi ăn cái nước mà được cầm 7 trái thôi. Chỉ có 4 chai nước, 4 lon bia. 3 chai bia, 2 chai nước ngọt, 3 lon nước ngọt. 2 gói thuốc. Cái đi đóng đây thôi. Cùng vai gói thôi. Gói lơi 2 ngàn. Con thương mẹ tuổi già rồi, đáng lẽ tuổi phải có già rồi dưỡng thế. Mẹ già rồi mà cơm bưng nước rõ phục vụ lại để cho đáng mẹ đi cơm bưng nước bưng. Dạ. Mẹ đi nấu mà ăn. Dạ. Mẹ nấu mà rồi thôi được rồi để con qua. Như mẹ được tặng quà mẹ mừng không? Chứ con tặng quà cho mẹ là mẹ mừng không? Mừng chứ. Mẹ ước quà chi? Mẹ không có ăn. Hả? Hồ hoang. À mẹ hồ hoang, mẹ tính chi? Tính hoang thì đèo. À mẹ đèo. Dạ. Rồi thế chưa mà con tặng quà cho mẹ mừng không? Mừng chứ, mừng, tặng quà mừng. qua chí cho mê sụt này chứ mê biệt chí mà nói mê chỗ mê cái chí đi sụt cái này thôi cái nước con mê biệt chí mà ứa. Thôi như con tặng qua cho mê muốn thuộc bổ muốn cả thịt bên đồ chảo ăn. Cảm ơn con. Đây anh chị Thú Thanh ở bên Mỹ á, nói con đem tới tặng cái mề 500, mề có cả thịt ăn, mề nấu cháo ăn. Cảm ơn cô nhiều. Anh chị Thú Thanh, dạ. Mề ăn vào sáng này, ăn sáng, bữa mới là ăn cái 3 ngàn mặt chảo rồi. Thôi ăn bụng đi. 95 gần 100 tuổi rồi. Con thương mẹ quý mẹ rồi vẫn lạc quá họ tháng vàng mà con ra đây mà buôn bán ngày của gia rồi như đáng là ngồi chỗ con được bướng nữa con tặng thêm con qua của chị Túc cho mẹ mẹ mừng chào. Chị Cúc ở Úc á, chị lì xì cho mẹ thêm 300. Để mẹ mua lon sữa ăn xuống uống. Sữa mẹ uống. Sáng đi làm á, mẹ chị ly sữa này mẹ uống thuốc mẹ. Rồi đi bán nghe. Mẹ đi là bố ở gia ít ngày. À dạ, đúng rồi. Dạ, tiền hết đã đi bán. Có tiền rồi, cháu đang cháu rồi mẹ mất rồi, mẹ ở gia. Mày ở gia chứ biệt 10 ngày có. À dạ, đi ạ, 10 ngày nữa lại được cho khỏe cả đó. Cảm ơn chị Cúc với chị Cúc Thú Thanh. Dạ. Chị, anh đi chị. Dạ, anh lại vì con là mang qua của chị Thú Thanh, về chị Cúc, em để cho mẹ. Rồi, cảm ơn cả anh luôn. Dạ. Con mong cho mẹ sức khỏe, mẹ nhớ bố sữa cho mẹ ơi sức khỏe. Chứ nói vô đồng ra đấy là người xưa mà nhiều nói vô cậu con hồ mua gọi thành hồi mà hồ đảng 8 ngàn đi thì mới lơi được 5 chú này mua 75 mà bạn 80 lơi được 5 chú mà cô người hồ nhớ cho rồi chục luôn cả chục là lơi được 2 ngàn rưỡi lơi được 2 ngàn rưỡi lơi 2 ngàn rưỡi chứ mấy. Sáng đấy có gần triệu mừng không? Lứa con rồi cho cậu con chứ bạn thì ngay mua mà kiếm cờ 5 ngàn 5 ngàn mà ăn chậu 3 ngàn chậu số 3 ngàn mua ngay mua 1 con cá chứ rồi 2 cục là ăn 3 ngày mua ngang ngư ăn 3 ngày đó 1 ngày 1 cái đuôi rồi là ăn 1 bên rồi mới ăn bên chứ mới nước mới chán được mới bán như được chứ đấy là cảm ơn con là hồi á là phải mua hộp sữa uống bên đầu chảo ăn mua chảo ăn đi bán một con đấy gan con kẹn đi mê tuyệt vời rồi, 95 tuổi như thế là tuyệt vời rồi. Tuyệt vời đó, trời cho sức khỏe đó. Dạ. Thôi, chào mẹ. Mẹ cảm ơn cô, thầy chủ.